chồng tao thì mày xong rồi đấy. Anh chờ em lâu chưa? Đi. Mặt em bị làm sao đấy? Anh có thể làm sao đâu. Em vừa mới trang điểm xong đấy, có xinh không anh? Trông kinh chết đi được ấy. Em bị làm sao nhở? Này, nói thật là anh không muốn ai biết em vừa sắp cưới của anh đâu. Anh nói cái gì đấy? Anh nói như vậy khiến cho em buồn đấy. Buồn cái gì? Thì em biết hôm nay là ngày trọng đại của mình không? Em tự soi gương lại nhìn lại bản thân mình đi. Em sao em dám vác cái mặt này ra đường với anh được nhở? Thật sự luôn đấy. Em thật sự là cũng không biết tại sao lại thành ra thế này nữa. Mình chia tay đi. Em bị làm sao vậy? Chỉ vì cái chuyện còn con thế này mà anh đòi chia tay với em á? Đây là quyết định từ rất là lâu của anh rồi. Anh đã từng rất là cố để thử lấy lại cái cảm giác ở bên cạnh em nhưng mà anh không làm được. Mình dừng lại đi. Chúng ta đi thôi. Thế này là sao anh Hải? Vẫn còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên là vì anh ấy yêu tôi chứ không yêu cô rồi. Khốn nạn. Nếu như mà anh không yêu tôi nữa thì anh nói thẳng ra luôn đi. Việc gì cứ phải vòng vo thế này? Đây là lần cuối cùng mà tôi với cô gặp nhau. Cho nên là cái tát này là tôi chấp cô nhá. À quên, những gì mà hôm trước cô đã hứa hẹn với anh Hải ấy, tôi đã nghe thấy hết rồi. Đúng là cái đồ ngu mà. Tới giờ cử hành hôn lễ rồi cô Lan Anh. Anh thông báo với mọi người là hôn lễ này sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì chồng tương lai của tôi đi theo cái. Chả có vấn đề gì cả. Đàn ông đàn anh như tôi chả sợ. Ngược lại, cô mới chính là người sẽ bị mang tiếng đấy. Hôn lễ sẽ vẫn được tiếp tục. Chú rể là tôi. Anh bảo sao? Này, ai cho con chó giữa cửa để mày xem vào chuyện của tao hả? Ý cô thế nào? Tôi đồng ý. Mày được lắm. Này, đừng có nói với em là anh vẫn còn tình cảm với nó đấy nhá. Đâu, không. Em quên là ngay từ đầu anh đã xác định nó chỉ là mục tiêu của anh tiếp cận rồi. Tìm thấy chưa anh? Đây, đợi đi. À, đây. Đây, em xem. Mật khẩu là 84633. Kiểm tra xem là nó có bao tiền ở trong. Rồi, để em xem. Cái này anh lấy của con Lan Anh đúng không? Ừ, đợt trước có đưa anh 500 triệu ấy. Phải định mãi nó mới đưa đấy, chứ không phải là đùa đâu. Phải quay thử xem thế nào đã. Sao lại không được? Sao lại thế? Vừa tuần trước anh vẫn dùng. Này, hay là nó khóa thẻ rồi? Hay là có khi thế nhỉ? Bởi vì là... Anh thấy có ai ngu như anh không? Tiền đã cầm trong tay rồi không rút ra thành tiền mặt đi. Tự dưng cứ ôm khư cái thẻ, bây giờ mất toi 500 triệu rồi đấy. Ai mà biết là nó hèn như thế. Thế bây giờ nó cho anh tiền rồi thì chia tay, đáng lẽ ra nó vẫn phải để cho anh chứ. Hay là nó cho người khác rồi nhở? Cái thằng mà hôm nay chữa cháy cho nó ở đám cưới ấy. Thế thì không được. Anh phải đi tìm nó để nói chuyện cho rõ ràng mới được. Em cũng phải thế. Chứ từng đấy tiền mình không thể nào bỏ qua được. Đi. Thôi tiểu thư ạ, chuyện gì đã qua rồi thì cho qua. Tiểu thư suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi, tôi làm sai chuyện gì mà anh ấy lại nỡ đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ tình cảm 3 năm nay của chúng tôi lại không bằng người dưng à? Tiểu thư, một người tệ như vậy thì không phải là lỗi của tiểu thư. Một người luôn thích sự mới mẻ như cậu Hải thì dù cậu ta có yêu bao nhiêu người đi nữa thì cậu ta vẫn luôn dễ dàng rung động với một người khác. Ở bên cạnh một người như vậy không hạnh phúc đâu. Coi như đây là cơ hội để tiểu thư có thể loại bỏ đi những mối quan hệ xấu xí trong cuộc sống của mình để đón chào những thứ tốt đẹp hơn. Tiểu thư nghe tôi, đi ra ngoài một chút đi cho khuây khỏa. Anh nói đúng. Bây giờ tôi đã mất niềm tin vào tình yêu rồi.
tôi phải đi đâu đó cho thư giãn đầu óc vậy. Tình yêu vẫn luôn đẹp, chỉ là tiểu thư cần phải gặp đúng người thôi. Anh Hải gọi tôi này. Alo, anh gọi tôi chuyện gì đấy? Lan Anh à em? Anh muốn hẹn gặp em có được không? Bây giờ không được, tôi có việc bận rồi. Kìa em, anh chỉ muốn gặp em 5-10 phút thôi cũng không được à? Em có thể nể tình cũ, bớt chút thời gian ra để gặp anh được không? Thôi được, tôi suy nghĩ đã. Anh cảm ơn. Tiểu thư định đi gặp cậu Hải thật sao? Có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu, tôi thừa biết anh ta là loại người gì, tôi tự đi được. Vâng. À, em đến rồi đấy à? Ngồi xuống. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Sao em phải vội vàng thế nhở? Thế bây giờ mình gặp nhau mình tâm sự không được à? Chuyện đấy khỏi, anh quên mất là anh đã đối xử với tôi thế nào. Thật ra là hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì? Con khốn này, mày dám quyến rũ bạn trai tao à? Này, cô làm cái gì đấy? Ai thèm quyến rũ bạn trai của cô? Mày còn chối nữa à? Rõ ràng tao nhìn thấy mày đang nắm tay anh Hải ấy kìa. Cô đừng có mà vớ vẩn nhá. Một cái nắm tay chẳng nói lên vấn đề gì cả. Tôi và anh ta đã chia tay nhau rồi, huống hồ chi tôi và anh ta chẳng có tình cảm gì với nhau. Tiếp tin nó phải làm như vậy. Thế tại sao hôm qua mày lại còn năn nỉ anh ý quay lại với mày nữa? Đó là tại vì đang diễn ra buổi lễ, tất cả khách khứa đã đến rồi, cho nên tôi mới phải làm như vậy thôi. Còn anh nữa, anh nói gì đi chứ? Tại sao phải im như vậy? Mí, sao nhở? Em quên mất là hôm nay mình hẹn anh ra đây để có việc quan trọng để cần bàn à? Thôi được rồi, anh và cô ta nói chuyện với nhau đi, tôi đứng đây đợi. Em thông cảm nhá, tính của Mi nó hơi nóng nảy, đừng có chấp nhận nhá. Anh nói đi. Thật ra là như này, anh đang có một dự án để đầu tư. Anh khỏi đi, tôi không có tiền đâu, đừng có nhờ vả gì tôi. Giữ lại cho mình một chút tự tôn sau khi chia tay đi. Con này, mày khinh tao nghèo chứ gì? Ở đây. Nếu như tôi không ở đây thì làm sao biết được những trò hèn hạ của cô và anh ta đối xử với tiểu thư của tôi. Cốc nước kia anh ta đã bỏ thuốc vào rồi. Này, mày nói mồm đi, ai mà tin được mày? Mày giỏi mà lôi bằng chứng ra đây. Sự có mặt của tôi ngày hôm nay đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Tiểu thư định đi gặp cậu Hải thật sao ạ? Có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu, tôi biết thừa anh ta là loại người gì, tôi tự đi được. Vâng. Tôi biết là tiểu thư không còn tình cảm với cậu Hải nữa, nhưng tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hay là anh đi cùng với tôi đi. Tôi ạ? Tôi muốn giải quyết triệt để vụ này, anh giúp tôi nhé. Tôi sẽ mang cốc nước này đi giám định để xem bên trong có cái gì. Tất cả những gì hai người đối xử với tiểu thư của tôi sẽ bắt hai người phải trả giá. Này, mày đừng có hòng nhá. Làm gì nói nhiều đâu. Mày đừng trách tao. Tôi trả lại anh ta cho cô đấy. Anh ta không có tiền thì trong mắt tôi cũng chẳng là cái gì hết cả. Là anh ơi, anh thật sự là anh biết anh sai rồi. Em có thể nào mà em nể tình cũ, em cho anh một con đường sống được không? Chứ không thì cuộc đời của anh từ nay về sau nó không thể nào nó hủy hoại được đâu em ạ. Thế tại sao biết trước như thế này mà anh vẫn còn tiếp tục làm? Nếu như mà ngày hôm nay tôi không biết trước, tôi không để cái máy điện thoại đây thì chắc chắn tôi đã uống phải cốc nước này rồi. Thế cho nên anh sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà anh đã làm. Đừng có cầu xin tôi phải tha thứ cho anh. Tôi nhìn anh như thế này, tôi cảm thấy anh hèn hạ trong mắt của tôi lắm.
Bây giờ tiểu thư cảm thấy thế nào rồi? Tôi cảm thấy nhẹ lòng lắm. Bây giờ chẳng có vướng bận gì cả. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ sống hết lòng cho những người thân yêu của mình thôi. Tôi tin tiểu thư sẽ gặp được người xứng đáng. Vì thế đừng mất niềm tin vào tình yêu nhé. Số tiền này sẽ thuộc về anh nếu như anh đồng ý đi theo tôi. Cái gì vậy bà chị? Anh chỉ có 30 phút để chuẩn bị thôi. Nhanh chân lên. Ngày cưới mà cậu ấy chạy đi đâu thì không biết nữa. Lỡ mất cả giờ đẹp rồi. Làm ăn này mặt mũi mình biết để đi đâu được chứ. Em đây rồi. Mà hôm nay ngày cưới của mình mà em ăn mặc cái kiểu gì đấy? Thế rồi là khách khứa rồi dạp hoa rồi là các thứ đâu hết rồi sao lại? Sẽ chẳng có bất kỳ đám cưới nào diễn ra cả. Bởi vì tôi đã tìm được chú rể của mình rồi. Em đã nói gì đấy? Cả gia đình anh sang đây để rước dâu rồi. Mà bây giờ em bảo không cưới là không cưới như nào? Đàn anh, cho dù là có giận dỗi chuyện gì thì hôm nay cũng là ngày cưới của các cậu. Đừng có làm chuyện vô lý, làm ảnh hưởng đến người khác như thế nữa. Tôi chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì cả. Tôi đã tìm được chú rể của mình rồi. Anh ấy vừa giàu có, vừa đẹp trai, có thể lo cho tôi một tương lai tốt hơn. Nếu như mà gia đình của anh có vấn đề gì, muốn bồi thường thì cứ nói. Bạn trai của tôi giàu mà. Có đúng không anh? Đúng đấy. Chỉ cần anh muốn đền bù cái gì thì tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Cô cứ chờ đấy. Rồi cô sẽ phải hối á. Không ngờ cậu lại là loại người như thế đấy. Sớm biết cô làm chuyện quá đáng thế này thì tôi đã không nhận tiền của cô rồi. Đúng là chẳng coi ai ra gì cả. Nếu như không phải vì tình nghĩa của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua thì tôi đã không làm như vậy. Mà việc của anh xong rồi, anh đi đi. Này, cô bảo là chúng ta cơ mà. Nhưng bây giờ họ quay lại làm khó cô mà không có tôi bên cạnh thì cô biết làm thế nào? Hay là cô cho tôi ở nhờ đi. Anh ở nhờ thì được, chứ đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Chúng ta cái gì mà chúng ta. Nhìn biểu hiện này của cô ta thì đúng là không phải kiểu người bạc bẽo. Hay là cô ta lỡ có bầu với người khác rồi áy náy không dám đối diện với nhà trai nên mới làm như vậy. Này, cô có chuyện gì vậy? Có ổn không? Tôi nghĩ cô cần phải nói rõ ràng chuyện với hai bên gia đình. Là mẹ đơn thân bây giờ không ít, nhưng mà vất vả lắm đấy. Anh biết chuyện gì mà nói. Đi nấu cơm đi. Cười lên một cái đi. Cô muốn ăn gì? Anh có phải là người hầu nhà tôi đâu mà phải làm như vậy. Anh muốn ăn gì tự đi mà nấu đi. Mặc kệ tôi. Nếu như cô đã làm sai thì phải ra giá một chút. Đừng suốt ngày ủ rũ như vậy. Cứ như cô là người bị đá ấy. Uống nữa. Bây giờ là lúc anh cần tỉnh táo nhất để giải quyết vấn đề đấy. Tôi đã làm gì sai? Tôi vẫn còn chưa đủ yêu cô ta hay sao? Nếu như cô ta đã không trân trọng anh rồi thì tại sao anh không thử tìm một người khác để quên cô ta đi? Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt với anh cơ mà. Tôi để cô ta coi thường tôi như thế à? Chắc chắn tôi sẽ phải bắt cô ta quỳ xuống mà phải cầu xin tôi được vào nhà của tôi. Thấy chưa? Việc gì mà anh phải làm khổ mình rồi làm khổ cả người như vậy? Mà cô bớt quản cái chuyện của tôi lại đi.
Sao ngày nào cô cũng loanh quanh luồn quẩn trước cái mặt của tôi đấy? Không chán à? Cút đi! Thật ra là em... Tôi biết là cô thích tôi. Tôi biết là như thế. Nhưng mà mình không thể nào đâu. Thấy chưa? Không bao giờ. Anh hãy nhìn vào hiện tại đi, xem ai mới là người ở bên cạnh anh. Cô ta đã có người khác rồi còn gì nữa. Cô ta thì có gì hơn em chứ. Tôi đã nói là tôi không bao giờ để cho cô ta coi thường tôi được nữa. Và cả cô nữa. Nói chung là cô cũng không bao giờ có cửa với tôi đâu. Nếu như cô không phải là bạn thân của Lan Anh ấy, cô nghĩ là tôi nói chuyện với cô à? Lâu, được chưa? Nhưng mà cô ta đã có người đàn ông khác rồi. Anh thử nhìn đi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, cô ta cũng phải tháo cái mặt nạ của cô ta xuống rồi. Đấy mới là bộ mặt thật của cô ta đấy. Em ghét nhất là những người mà cứ hay giả vờ như cô ta. Cô ta có thế nào đi nữa ấy, thì không đến lượt cho cô phải lên tiếng. Một đứa không cha không mẹ như cô ấy, tư cách đếch gì mà dạy đời người khác. Mất cái vui. Anh để đấy tôi làm được. Thì cô cứ để tôi xách hộ cô. Mày, tất cả nói dối tôi đúng không? Tất cả chúng mày. Em định lừa gạt anh á? Không có đâu. Còn riêng thằng ăn mày là hôm nay á, mày không xong với tao đâu mày. Anh Hải, anh đừng có làm cản nữa. Anh muốn tính sổ thì tính sổ của tôi đi. Anh buông tay quay ra rồi nói chuyện. Em nói đi, tại sao phải lừa gạt anh như thế hả? Tại sao phải dùng một cái thằng ăn mày này để em lừa gạt anh hả? Chẳng lẽ anh không vào tông đường đâu xó chợ này à? Anh buông tay tôi ra. Là vì tôi hết tình cảm với anh. Trong chuyện này là tôi sai. Tôi sẽ về nhà nói rõ ràng với hai bên gia đình. Vì thế cho nên ấy, anh đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Mình đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi hả em? Mình yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Sớm không nói muộn không nói. Thì tại sao cứ phải đúng cái ngày cưới em mới nói ra là như nào? Em định... định để anh tức chết à? Là bởi vì không còn tình cảm với anh nữa và chúng ta không thể tiếp tục, anh hiểu không? Được. Anh không cần biết em như nào cả và anh cũng không cần quan tâm. Cái vấn đề bây giờ ấy là em phải đi theo anh về nhà. Còn nếu như em không đồng ý theo anh thì đừng có trách tại sao anh cho thằng ăn mày này sống không bằng chết. Anh cảm thấy không cam lòng là bởi vì anh vẫn còn yêu cô ấy, hay là bởi vì anh cay cú cho nên anh muốn ép cô ấy cưới anh để làm khổ cô ấy cả đời? Nói chung cái lý do là gì thì mày không cần biết. Việc này không phải việc của mày, cút. Chỉ cần nghe anh nói thôi là tôi đã biết được anh chẳng dành một chút tôn trọng nào cho Lan Anh cả. Lấy một người chồng không tôn trọng mình về để làm cái gì? Cái này mày phải hỏi Lan Anh mới đúng đấy. Là cô ta không tôn trọng mặt mũi của tao. Bây giờ đúng ngày cưới rồi, bây giờ phải làm nào hả? Có anh nói cho em biết luôn nhá, chắc chắn là em phải theo anh về nhà sống.
ích kỷ là khởi nguồn cho mọi việc tàn ác. Và một người hèn nhát thì luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Anh phải cảm thấy rằng mình rất may mắn khi có được hai người phụ nữ yêu anh thật lòng. Anh im mồm đi. Anh tưởng là bây giờ anh được như thế rồi, anh muốn nói gì nói à? Tôi đang cố gắng nói chuyện với anh như hai người đàn ông. Nhưng có vẻ như coi anh là một người đàn ông thì quả thực là quá khiên cưỡng. Tốt nhất anh nên tránh xa khỏi cuộc đời của Lan Anh ra. Nếu anh còn tiếp tục làm khó cô ấy nữa thì đừng trách tôi. Anh làm gì được tôi à? Anh thích tôi chơi theo luật của nhà nước hay luật giang hồ, tôi đều có thể chơi với anh đến cùng. Chẳng qua là tôi để anh nhởn nhơ xem anh có trách nhiệm với đứa con của mình hay không thôi. Con người hay phạm sai lầm, ví như lúc mất đi rồi, khi nhìn lại người luôn bên cạnh mình sẽ không còn nữa. Đừng để sau cùng khi anh nhìn lại chính bản thân mình, ngoài tội lỗi ra thì anh chẳng còn gì cả. Trông cũng được ấy nhở. Chứ lần trước anh là một tên ăn mày, trông làm sao ấy. Tôi không ngờ rằng chỉ một đêm ngủ ngoài đường thôi mà cũng có người nhặt về nuôi. Mà chuyện của cô thế nào rồi? Bạn cô ổn chứ? Thì cũng nhờ có anh cho nên tên Hải không đến làm phiền tôi nữa. Nhưng mà tên Hải cũng đã đến tìm My, xin lỗi và cầu hôn My rồi. Hắn ta muốn chịu trách nhiệm với con trong bụng của My. Còn My thì vẫn còn phải đang xem cân nhắc thế nào đã. Mà thôi, chuyện của bọn họ để cho bọn họ giải quyết, mình cũng nên can thiệp. Coi như là hắn ta biết hối cải đi. Còn bây giờ tính đến chuyện của cô đi. Ví dụ như cô nên cân nhắc xem tìm cho mình một người bạn trai chẳng hạn. Bạn trai nào? Cô thử cân nhắc tôi xem. Thì cũng đảm việc nước giỏi việc nhà đấy, nhưng mà phải xem xét kỹ lưỡng đã. Tôi mời em đi ăn được chứ? Tất nhiên. Có chuyện gì đấy? À, không có gì. Chỉ là cô ấy bị chảy máu chân răng nhiều quá thôi. Nếu mà không có gì quá quan ngại, tôi xin phép đi về. À, khoan đã. À, đúng là không có gì quan ngại. Nếu như cô ấy không bị bệnh máu khó đâu. Bây giờ giữ cô ấy ở lại để chúng tôi cầm máu lại. Mà anh là gì của bệnh nhân? Ngoan ngoãn, đừng dở trò rồi. Biết chưa? Em muốn ăn cháo. Ngoan ngoãn, ngồi ở đấy. Anh đi mua cháo về để anh cởi trói cho. Sao lại không nghe lời anh ấy hả? Đến giờ em phải uống thuốc. Không muốn. Tại sao cô lại ngủ? Con bé nó có bệnh nền nên là uống thuốc xong nó... Thuốc ngủ. Này! Này! Anh đừng có xíu chuyện nhà của tôi nhá! Cô ấy bị bệnh gì mà lại phải uống thuốc ngủ? Tôi phải đưa cô ấy đi kiểm tra. Này! Anh! Tại sao trong nước cũng có thuốc ngủ?
đây là đâu? Còn... thế anh lại cứu tôi à? Cô yên tâm, cô an toàn rồi, đây là nhà của tôi. Vậy còn... hắn ta tạm thời không sao. Tạm thời không sao? Thế chẳng lẽ anh ấy có chuyện gì rồi à? Hắn ta đối xử với cô như thế, mà cô vẫn nghĩ cho hắn à? Tôi có bệnh cho nên mới như vậy. Cô không có bệnh. Sao lại có thể như thế? Càng biết nhiều thì chỉ càng làm cô thêm đau lòng thôi. Được, nói đi, cô muốn gì tôi sẽ giúp cô. Thật vậy á? Anh như ông Bụt có thể thực hiện được tất cả điều ước của tôi à? Vậy thì bây giờ tôi muốn được ra ngoài, tôi muốn được hưởng ánh sáng mặt trời. Được, tôi sẽ giúp cô. Cho cô này. Hôm nay vui không? Hôm nay có lẽ là ngày mà tôi vui nhất đấy. Cô vui là được rồi. Nhưng mà cũng chẳng biết cái niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Chào cô, tôi là người của cơ quan điều tra thành phố Hà Nội. Cô là Lan Anh đúng không nhỉ? Có chuyện gì sao? Cô cần đến theo chúng tôi gấp. Anh trai của cô đang tìm cô. Làm sao có thể như vậy được? Tôi đã bị anh ấy bắt nhốt tôi trong một khoảng thời gian dài rồi. Có thể đây là lần gặp cuối cùng của hai người đấy. Sao lại thế? Em nên đi gặp anh ta đi, không sẽ ân hận cả đời mất. Lan Anh, em về rồi đấy à? Tại sao trông anh lại tiểu tụy thế này? Lan Anh, anh không nói dối nổi em nữa. Cho anh xin lỗi. Không cần, anh chỉ cần về đây sống cùng với em thôi. Anh làm gì, em cũng có thể tha thứ cho anh. Anh đã làm em khổ nhiều. Sau này hãy để cho cậu ấy cho em được tự do, hạnh phúc nhé. Không được, anh chỉ cần sống cùng với em thôi. Anh bị bỏ rơi em à? Bố mẹ đã bỏ rơi em rồi. Bây giờ em chỉ có mỗi mình anh thôi. Anh là một người anh trai tôi. Kết quả khám bệnh cho thấy anh đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thế là cuối cùng tôi cũng là người bỏ con bé mà đi trước. Cách yêu thương em gái của anh quá cực đoan. Bây giờ anh đi rồi, cô ấy biết làm sao đây? Bố mẹ tôi mất sớm, từ lúc hai anh em còn nhỏ. Nếu như mà bây giờ tôi chỉ rời mắt cả con bé một chút thôi, nhỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? Chính vì thế cho nên anh đã lừa dối cô ấy rằng cô ấy có bệnh, biến cô ấy thành người vô dụng suốt bao nhiêu năm nay sao? Bác sĩ, tôi xin anh, con bé bây giờ nó đang ở chỗ anh đúng không? Tôi xin anh hãy chăm sóc cho con bé giúp tôi được không? Được, tôi sẽ giúp anh. Xin anh, xin anh hãy chăm sóc con bé, xin anh hãy chuộc tội giúp tôi. Em sẽ không để cho anh đi đâu hết. Lan Anh, Lan Anh, nghe em nói này, không phải là em thích trở thành vận động viên bơi lội à? Để cậu ấy cùng em thực hiện nhé. Không, bây giờ mình đi khám bệnh đi. Em tin bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Mình đi khám bệnh đi nhá. Muộn rồi, anh biết sức của mình đến đâu mà. Tôi nhờ cậu đưa con bé đi, không thì để cho nó nhìn thấy tôi ngày một cạn kiệt sức sống thế này được. Không, em chỉ cần anh sống với em thôi. Anh đừng có đuổi em đi. Em sẽ sống với anh đến cuối đời. Em sẽ chăm sóc cho anh, đừng có đuổi em đi mà. Lan Anh, cả đời em chưa bao giờ cầu xin em điều gì cả. Duy chỉ có điều này thôi, em không làm được đâu. Lan Anh, anh ấy không muốn em bị ám ảnh bởi cảm giác
từng ngày nhìn thấy người thân của mình rời xa mình. Mà này, đừng làm anh ấy mệt mỏi nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhất định là nó sẽ hạnh phúc. Vào trong thì ăn mặc sai trọng lịch sự như vậy, thế mà ý thức kém đấy. Thì tôi thấy cô đứng đây mà lại còn mặc áo màu xanh nữa, nên là tưởng cô là cái thùng rác di động. Tôi đang tạo công ăn việc làm cho cô còn gì nữa, kêu cái gì. Nhưng hồi nhỏ cô chưa từng học qua cái môn đạo đức à? Gớm nữa, suốt ngày cắm mặt vào cái đống rác để làm việc, bây giờ còn bày đặt sợ rác nữa à? Tôi thích đổ nước lên người cô đấy thì làm sao. Quay lại và mời cô nhân viên lao công kia lại đây. Chúng ta đâu cần mất thời gian với cô ta ạ. Sếp quên mất là hôm nay chúng ta phải đến cửa hàng để kiểm tra lô hàng mới hay sao ạ? Tôi hiểu rồi ạ. Này, cô đừng tưởng là tôi không dám đánh cho đầu cô thêm vài nếp nhăn là cô cứ thế làm nhá. Qua chỗ cái xe bên kia, sếp tôi muốn nói chuyện với cô. Sếp của cô tự đi mà nghe. Ông ta trả tiền cho cô chứ, tôi vì gì phải đi theo cô. Này. Nhặt rác lên và để vào đúng chỗ. Cô bé à, chắc là cô cần một công việc tốt hơn để không bị người khác coi thường nhỉ. Cầm à, nghề nào cũng đáng được coi trọng cả. Chỉ có những người nông cạn thì mới đi phân biệt nghề này nghề kia thôi ạ. Con danh này. Mở cửa và mời cô ấy lên xe. Chúng ta sẽ tìm cho cô ấy một công việc phù hợp. Mà tôi nghĩ chắc là cô phải học hỏi nhiều cô bé này đấy. Nhìn cô ấy, ra dáng nhân viên bán hàng chuyên nghiệp lắm đấy. Cảm ơn ông ạ. Cậu Phi Nam đây ấy, là cán bộ quản lý kiêm cửa hàng trưởng. Còn cô My thì cũng chỉ là nhân viên bán hàng như cô. Nếu có gì không hiểu thì cứ chủ động hỏi bọn họ. Ở đây công việc của tôi cũng hơi bận, cho nên những chuyện gì đơn giản cứ hỏi cô My nhé. My, em giúp đỡ nhân viên mới nhé. Dạ vâng, nhưng mà sao từ nãy đến giờ em cứ ngửi thấy có cái mùi chuột cống hay là mùi rác gì ở đây ấy? Hay là có con chuột nào vừa sa vào chĩnh gạo nhỉ? Cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho cô không làm việc nổi ở đây đến ngày thứ ba đâu. Anh ơi, ở chỗ chúng tôi không bán đồ rẻ tiền đâu, mời anh đi chỗ khác. Cô thì nay là đang đuổi khách đi đấy à? Tôi chỉ nói để đỡ mất thời gian anh vào đây rồi lại đi về tay trắng thôi. Chỗ chúng tôi chỉ tiếp người có tiền, còn không có tiền ý thì ra chợ mà mua nhá. Xin lỗi anh ạ, nhân viên mới của chúng tôi chưa hiểu lễ nghĩa, để tôi dẫn anh đi xem đồ ạ. Các cô nên xem là nhân viên của mình đi, người như thế này mà cũng tuyển vào được à? Này, cô quên nguyên tắc của cửa hàng à? Khách hàng là phải được tôn trọng chứ. Dạ, em xin lỗi ạ. Đi dọn nhà vệ sinh để kiểm điểm đi. Để tôi thấy cô mất chuyên nghiệp như vậy là nghỉ việc đấy. Sao cô biết anh ta có tiền mà tiếp? Có tiền hay không
thì đây không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Khi khách đến đây thì chúng ta phải tiếp đón nhiệt tình. Đừng có mà lên mặt ở đây với tôi, nghe chưa? Cô lúc nào cũng tự cho mình là hơn hẳn người khác, cái gì cũng biết. Nhưng mà cô không để ý kỹ, chiếc đồng hồ trên tay của anh ấy là phiên bản giới hạn. Ngay cả bộ quần áo trên người của anh ấy thôi cũng là bộ quần áo giá trị, không phải là có tiền là mua được đâu. Sao cô biết những thứ đấy? Cô thì làm gì có tiền bao giờ mà tiêu như thế được. Bất kỳ ai mà cô coi thường có thể hơn cô gấp 100.000 lần đấy. Đừng có tỏ vẻ thanh cao ở đây. Nghĩ mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc đấy à? Thanh cao hay không thì tôi chẳng việc gì phải nói cho cô biết cả. Cô nói đi, tự nhiên cô lại được sếp ưu ái như thế. Cô đã làm trò gì rồi hả? Cũng là không thể nào mà nói chuyện được với cô mà. Cái loại người như cô chẳng bằng ai cả, nhất là về nhận thức. Cứ đợi đấy, cô sẽ cho cô một bài học đắt giá. Cô làm rách nó rồi, lên đi nhanh lên. Tôi không có, nó bị rách từ đầu trước khi tôi chạm vào rồi. Chỉ có cô động cái váy này thôi, không phải là cô làm thì ai làm nữa. Tôi bảo tôi không làm mà. Được rồi, chiếc camera đi. Này, đi đâu đấy, không có tiền đền cho nên định chạy trốn đấy à? Được rồi, không phải là cô chỉ cần tôi chịu trách nhiệm thôi đúng không? Đây, trong này có 10 triệu, đủ chưa? Tôi sẽ kiểm tra lại camera và truy cứu trách nhiệm đúng người. Rõ ràng là cô ta rồi, anh còn muốn kiểm tra cái gì nữa? Ai gây ra tội lỗi thì tự giác đến gặp tôi. Còn nếu vẫn cố chấp thì tự viết đơn xin nghỉ việc dần đi. Nào bây giờ nhở? Chả nhẽ lại chịu mất việc vì cái công danh đấy à? Sao hai người đấy lại đi với nhau nhở? Chả nhẽ có mối quan hệ gì mờ ám à? Là ông trời giúp mình mà. Lần này thì cô ta và tên nam kia đều chết với mình. Vị trí cửa hàng trưởng sẽ thuộc về mình. Doanh thu tuần vừa rồi nói chung là khá là ổn. Còn điều gì cần báo cáo nữa không, công năng? Dạ, có một chút chuyện nội bộ. Đó là... Dạ, tôi có chuyện muốn tố giác ạ. Cửa hàng trưởng và nhân viên mới có mối quan hệ mập mờ với nhau. Cô nói cụ thể xem nào. Trong giờ làm việc, họ thường xuyên đi ra ngoài. Và cô ta cho dù làm sai thì cửa hàng trưởng cũng không trách phạt ạ. Cô thú nhận đi, có phải là cô bán thân cho anh ta đúng không? Tôi không vô liêm sỉ như cô. Con thiếu tiền, sao không nói cho bố, lại để cho người ta bàn tán đến mức này. Cô ấy là con gái của chủ tịch ạ. Làm sao? Có việc gì mà cô phải ngạc nhiên như vậy? Dạ, tôi xin báo cáo nốt. Chính cô My đây là người đã làm rách chiếc váy mới nhập về của cửa hàng. Cô ấy luôn bắt nạt nhân viên mới, đối xử tệ với khách. Tôi đề nghị cho cô ấy nghỉ việc. Chủ tịch ơi, em xin chủ tịch, em biết lỗi rồi ạ. Nhưng mà chủ tịch đừng đuổi việc em không thể mất công việc này được ạ. Thế tại sao lúc cô khinh người, cô không nghĩ rằng là bản thân của cô chẳng hơn ai đi? Cái cách cô nhìn đời bằng nửa con mắt ấy chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả. Tôi đã nghĩ là cô có thể học hỏi được những điều tốt ở con gái tôi. Nhưng tôi không ngờ cái trí tuệ và nhân cách của cô là như vậy. Dạ, em xin hứa là em sẽ thay đổi, em sẽ cống hiến nhiều hơn cho công việc ạ. Chỉ còn một vị trí duy nhất thôi, đó là nhân viên dọn vệ sinh. Cô đồng ý không? Còn muốn đi trải nghiệm nữa không? Chịu khổ như thế đã đủ chưa? Thì thời gian vừa qua con đã đủ trải nghiệm và cũng đã tiếp xúc với nhiều dạng người rồi. Con đã sẵn sàng để tiếp quản công ty của bố. Tốt lắm, con gái của ta không làm cho ta thất vọng.